Quyển 25, thứ 13, Thanh Văn Địa. Phần đầu, Du Già Sứ Xuất Ly Địa, thứ 3, 4, y. Sao gọi là tánh bạn lành? Có 8 nhân duyên nên biết viên mãn tất cả tánh bạn lành. Những gì là 8? Đó là có người an trụ giới cấm đầy đủ đa văn, năng có sở chứng, tánh nhiều ải mẫn, tâm không nhàm chán, mỏi, mệt, thường khéo khảm nhẫn, không có khiếp sợ, lời nói đầy đủ viên mãn. Sao gọi là an trụ giới cấm? Là an trụ giới cụ túc, thường khéo giữ gìn luật nghi biệt giải thoát, đã nói rộng như ở phần trước, vô trụ trong tánh sa môn, vô trụ trong tánh bà la môn, vì tự điều phục mình, vì tự tịch tĩnh mình, vì tự mình niết bàn mà tu hành chánh hạnh, như vậy gọi là an trụ giới cấm. Sao gọi là đầy đủ đa văn? Ở nơi nhiều loại diệu pháp sai khác, có pháp tuyên nói khai thị, văn nghĩa diệu khéo, có pháp phần đầu, phần giữa, phần sau đều thiện, có pháp đều khiến viên mãn phạm hạnh trong sạch, thì năng khéo thọ trì, lời nói khéo thông lợi, ý khéo nghiên cứu tư duy, nhận thức khéo thông suốt thấu đạt, như vậy gọi là đầy đủ đa văn. Sao gọi là năng có sở chứng? Vì năng chứng được tưởng vô thường, thủ thắng vi diệu, tưởng vô thường là khổ, tưởng vô ngã là khổ, tưởng nhàm chán uống ăn, tưởng tất cả thế gian chẳng thể vui, tưởng có quá hạn, tưởng đoạn, tưởng lìa, tưởng diệt, tưởng chết, tưởng bất tịnh, tưởng sanh bầm ứ máu, tưởng máu mù thối giữa, tưởng biến hoại, tưởng trương sình, tưởng cắn xé ăn nuốt, tưởng trơ xương, tưởng phân rã, tưởng xương cốt rệu rã, tưởng quán giác không. Lại năng chứng đắc sở tịnh lự, đệ nhị tịnh lự, đệ tam tịnh lự, đệ tứ tịnh lự, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, cuối cùng chứng phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Lại năng chứng được tứ bi hỷ xả, cũng năng chứng qua dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc khẩn cảnh thông, hoặc túc trụ thông, hoặc thiên nhĩ thông, hoặc sanh tử thông, hoặc tâm sai biệt thông, hoặc a la hán, hoặc đầy đủ 8 định tĩnh lực như giải thoát. Người kia đủ khả năng khảm chịu, có đầy đủ năng lực rộng lớn, năng vì người thị hiện ba thần biến, dạy dân dạy trao. Ba loại thần biến: 1. Thần lực thần biến, 2. Ký thuyết thần biến, 3. Giáo đạo thần biến, như vậy gọi là năng có sở chứng. Sao gọi là tánh nhiều ai mẫn? Đối với người khác thường khởi lòng bi lân mẫn, thường xót, vui với việc làm có nghĩa của họ, vui với điều lợi ích của họ, vui với niềm vui của họ, vui với cảm giác, cảm xúc tốt đẹp của họ, vui với việc an ổn của họ, như vậy gọi là tánh nhiều ai mẫn. Sao gọi là tâm không nhàm chán, mỏi mệt? Là hay khéo chỉ dạy rõ ràng, hay khéo dạy bảo, hay khéo khích lệ, hay khéo an ủi. Ở giữa bốn chốn tuyên thuyết chánh pháp không hề mỏi nhọc, chuyên cần vượt bậc không lười biếng, khởi phát viên mãn, tánh vui thích siêng năng tinh tấn. Như vậy gọi là tâm không nhàm chán, mỏi mệt. Sao gọi là khéo năng kham nhẫn? Đó là bị mắng chửi không mắng chửi lại, bị giận không giận lại, bị đánh không đánh lại, bị khinh thường không khinh thường lại, nhẫn chịu đối với các còi, các roi gậy, vây đánh bước ngặt. Trong các việc khổ như trói buộc giam cầm, đánh đập hủy nhục, đâm chém tự mình vượt qua, lấy nghiệp dị thục làm chỗ nương hướng đến, nên quyết không đối với người khác phát sinh sân hận, cũng không ổm hận đè lòng chẳng xả. Như vậy tuy cả phải sự xâm phạm, lấn hiếp, hủy nhục mà bản tánh đều không thay đổi, chỉ thường nghĩ làm điều lợi ích cho kẻ hại kia. Lại năng kham nhẫn lạnh nóng, nắng gió, đói khát, gặp phải các độc trùng như muỗi, ruồi, rắn, bọ cạp, hay gặp phải lời nói xúc phạm độc ác của người khiến thân đau đớn bứt rứt, cầm bị khổ, đau, bức thiết, khổ sở như bị mất mạng, nhưng vì tánh kham nhẫn nên năng chịu đựng dung thứ. Như vậy gọi là khéo năng kham nhẫn. Sao gọi là không khiếp sợ? Ở giữa đại chúng tuyên thuyết chánh pháp, tâm không khiếp nhược, tiếng không run rẩy, biện biệt rõ ràng không lầm lạc, nách không chảy mồ hôi, lông trên thân không dựng đứng. Chọn không do nhân duyên kia mà khiếp sợ, hay bị các sự đáng sợ khác bức bách, như vậy gọi là không có khiếp sợ. Sao gọi là lời nói đầy đủ viên mãn? Vì người kia thành tựu ngôn ngữ tối thượng, lời nói rất mỹ diệu, hiểu biết thầm sâu, hiểu nghĩa sâu xa, dễ hết thọ dễ hiểu, lời nói khiến vui muốn nghe, lời nói không xúc não, lời nói không cùng tận, không biển bờ, lời nói không có chỗ nương. Như vậy gọi là lời nói đầy đủ viên mãn, ngôn từ khéo léo vi diệu. Thành tựu 8 chủng nhân duyên như thế, khéo hay ngăn chặn cử tội, khéo hay khiến nhớ nghĩ, khéo hay dạy trao, khéo hay dạy dân, khéo hay thuyết chánh pháp. Sao gọi là khéo hay ngăn chặn cử tội? Vì nếu có người ở nơi tăng thượng giới có chỗ vi phạm, ở nơi tăng thượng quỹ tắc có chỗ vi phạm, do thấy nghe
nghi người kia nên dùng pháp can gián cử tội trần tránh, tức là vì lòng muốn khiến người kia được nhiều ích không phải suy tổn, nên dùng pháp chân thật khuyên can, không phải hư dối đúng thời, không phải phi thời. Vì tâm bạn này không phải vì lòng ghen ghét tật đố đối với người hủy phạm kia, nên dùng lời nhu nhuyến không phải thô ác, như vậy gọi là khéo hay ngăn cử. Sao gọi là khéo hay khiến nhớ nghĩ? Là khiến nhớ nghĩ đến tội lỗi đã phạm trước, hoặc khiến nhớ nghĩ pháp, hoặc khiến nhớ nghĩ nghĩa. Sao gọi là khiến nhớ nghĩ tội lỗi đã phạm trước? Nếu có người trước đã từng phát khởi việc hủy phạm mà không thể tự nhớ, phải khéo dùng phương tiện khiến kia nhớ nghĩ, bảo rằng ông từng ở chỗ đó, vào lúc đó, ở sự việc đó, hủy phạm tướng loại như thế, như thế. Như vậy gọi là khiến kia nhớ nghĩ tội lỗi đã phạm trước. Sao gọi là khiến nhớ nghĩ pháp? Nếu có người ở một mình suy nghĩ nhớ về pháp đã được nghe, đã được thọ, như là khí kinh ứng tụng ký biệt như trước nói rộng, nếu người kia không nhớ, phải dùng phương tiện khiến kia nhớ nghĩ, hoặc thuật lại, truyền dạy, gợi lại khiến cho nhớ nghĩ, hoặc phát khởi cật vấn, nạn hỏi khiến cho nhớ nghĩ, như vậy gọi là khiến nhớ nghĩ pháp. Sao gọi là khiến nhớ nghĩ nghĩa? Nếu có người đối với nghĩa lý chân chánh đã được nghe, đã được thọ mà bị quên mất, vì muốn khiến kia nhớ nghĩ lại nên vì kia tuyên thuyết, khai thị khiến cho sáng tỏ, khiến cho rõ ràng. Lại nếu có điều thiện, năng dẫn đến nghĩa lợi, năng dẫn phát phạm hạnh, hoặc có những việc làm đã lâu, những lời dạy đã lâu, kia nếu quên mất điều đã làm, cũng khiến cho nhớ nghĩ, do đây nên gọi là khiến nhớ nghĩ nghĩa. Sao gọi là khéo hay dạy trao? Ở nơi hạnh viễn lì tịch tịnh, tác ý chỉ quán du già, thường thuận theo đó mà truyền truyền dạy trao, thường tuyên thuyết cùng luận nói tương ứng với kia, không điền đảo. Đó là các ngôn luận khiến tâm hướng đến xa lìa các chứng cái ngàn tre, vui thích sâu hết thảy ngôn luận giới, ngôn luận đẳng trì, ngôn luận thánh tuệ, ngôn luận giải thoát, ngôn luận giải thoát trí kiến, ngôn luận thiểu dục, ngôn luận vui đủ, ngôn luận vĩnh viễn đoạn dứt, ngôn luận ly dục, ngôn luận tịch diệt, ngôn luận tổn giảm, ngôn luận không tạp, ngôn luận tùy thuận duyên khởi của tánh duyên. Như vậy gọi là khéo hay dạy trao. Sao gọi là khéo hay dạy dân? Đó là năng dùng chánh pháp và tỷ nại gia thánh giáo mà bậc đại sư thuyết, bình đẳng dạy bảo dàn nhắc, hoặc quỹ phạm sư, hoặc thân giáo sư, hoặc bạn đồng pháp, hoặc những bậc đáng tôn trọng khác, như thật biết kia có lỗi hủy phạm trái vượt, liền đúng thời như pháp của trách trị phạt, đuổi bỏ khiến kia được điều phục. Lúc kia đã điều phục rồi, như pháp bình đẳng thọ các lợi dưỡng, cùng hòa đồng nhiếp thọ thúc liễm hiểu biết, đối với việc nên làm thì khiến làm, đối với việc không nên làm thì khiến không làm, đối với việc tích tập và không tích tập đều dạy dẫn chỉ bảo, như vậy gọi là khéo hay dạy dần. Sao gọi là khéo thuyết chánh pháp? Vì muốn các hữu tình được thành thục, vì khiến chánh pháp được cửu trụ, nên thường khéo tuyên thuyết ngôn luận không điên đảo làm trước tiên, đó là ngôn luận thí, ngôn luận giới, ngôn luận sanh thiền, ở nơi các dục khéo rộng khai thị khiến liệt khỏi các quá hoạn, và khéo rộng khai thị phẩm pháp xuất lì thành tịnh. Lại thường tuyên thuyết ngôn luận thủ thắng siêu vượt tương ứng bốn chủng thánh đế, đó là ngôn luận khổ, ngôn luận tập, ngôn luận diệt, ngôn luận đạo. Lại tuyên thuyết ngôn luận tương ứng trợ bạn, thuận theo sự trong sáng, có dụng tương xứng, đó là ngôn luận tương ứng danh cố văn thần. Lại phát khởi ngôn luận đúng thời cẩn trọng thứ lớp, có sự móc xích tiếp nối, khiến kia vui mừng, khiến kia vui thích, khiến kia hoàn hỉ, khiến kia dũng mãnh, không bị chê trách, đuổi bỏ. Tương ứng những điều trợ bạn như pháp không làm loạn, sướng thuận chúng hội, có tâm từ lần mẫn, có tâm làm lợi ích, có tâm ải mẫn, không vì cung kính lợi dưỡng khen tặng, không tự đề cao, không xem thường khinh miệt người. Như vậy gọi là khéo thuyết chánh pháp. Do người kia thành tựu tám trì như vậy, tùy theo thời điểm mà khéo hay ngăn cử, khéo hay khiến nhớ nghĩ, khéo hay dạy trao, khéo hay dạy xoăn, khéo hay thuyết chánh pháp, cho nên gọi người kia là bạn lành. Như vậy là biện biệt rộng về tánh bạn lành. Nghĩa tóm được của phần này như thế nào? Nếu làm bạn lành thì tâm khéo léo điều nhu gần gũi, tức là tánh ải mẫn, lúc đầu đối với người kia vui làm lợi ích, vui làm an lạc, lại đối với việc làm lợi ích an lạc đây như thật rõ biết, không có điên đảo, xa lìa nhận thức điên đảo, lại do việc làm lợi ích an lạc đây mà có năng lực lớn, có phương tiện khéo léo, hay khiến tích tập, hay khiến dẫn phát, lại đối với việc làm lợi ích an lạc đây khiến gắng sức vượt qua, không rơi vào lười biếng,
khởi pha phiền mãn, vì tánh vui thích phát sanh tình tấn, nên biết do bốn nhân duyên thâu nhiếp hết thảy chủng, gọi chung là viên mãn tánh thiện trí thức. Như vậy gọi là nghĩa tóm lược của bạn lành, hoặc nghĩa phân biệt rộng như trước đã nói, hoặc nghĩa tóm lược như đã nói ở đây, tất cả đều gọi là tánh bạn lành. Gì? Sao gọi là nghe chánh pháp? Là nghe chánh pháp do Đức Thế Tôn, hoặc do đệ tử của Phật, hoặc bậc chánh học chánh trí, hoặc bậc chánh hiền thiện tuyên thuyết khai dạy, phân biệt soi sáng rõ ràng. Việc đầy lại như thế nào? Đó là khí kinh ứng tụng ký biệt nói rộng như trước. 12 phần giáo gọi là chánh pháp. Sao gọi là khí kinh? Đó là Đức Bảo Giả Phạm ở phương đó giáo hóa các hữu tình. Vì nơi đó có các hành động việc làm sai biệt, nên có các sự giáo hóa sai biệt. Ngài dùng vô lượng lời nói tương ưng uẩn, lời nói tương ưng xứ, lời nói tương ưng duyên khởi, lời nói tương ưng thực, lời nói tương ưng đế, lời nói tương ưng giới, lời nói tương ưng thanh văn thừa, lời nói tương ưng độc giác thừa, lời nói tương ưng như lai thừa, lời nói tương ưng với niệm trụ chánh đoạn, thần túc càn lực, giác trì, đạo trì, lời nói tương ưng với khiến dừng dứt bất tịnh, lời nói tương ưng với các học chứng tịnh, gọi là thánh ngữ. Thâu nhất tích tập trùng trùng thánh ngữ như vậy, kết tập thành tạng chánh pháp của Như Lai. Vì muốn thánh giáo kiểu trụ nơi đời, nên dùng các danh văn cố thân vì diệu, tùy theo thứ tự mà điều bố an trú kết tập, tức là sâu kết xuyên suốt trùng trùng các nghĩa trần thiện diệu, năng dẫn nghĩa lợi, năng dẫn phạm hạnh, đây gọi là khế kinh. Sao gọi là ứng tụng? Ở trong đây, hoặc khoảng giữa hoặc lúc sau cùng tuyên thuyết giả đà, hoặc lại tuyên thuyết kinh bất liễu nghĩa, đây gọi là ứng tụng. Sao gọi là ký biệt? Ở trong đây Phật thọ ký riêng các sự sanh ở đời tương lai của các đệ tử sau khi mạng trùng, hoặc lại tuyên thuyết kinh liễu nghĩa, đây gọi là ký biệt. Sao gọi là phúng tụng? Ở trong đây không phải thuyết trực tiếp mà thuyết bằng các cú kết hợp lại, hoặc là hai cú, hoặc là ba cú, hoặc là bốn cú, hoặc là năm cú, hoặc là sáu cú, đây gọi là phúng tụng. Sao gọi là tự thuyết? Ở trong đây không hiển bày tên tuổi, dòng tộc của Bồ Đạc Già La Năng Thỉnh, chỉ vì khiến được lai chánh pháp được kiểu trụ, thánh giáo kiểu trụ nên không ai thưa hỏi mà Phật tự thuyết, đây gọi là tự thuyết. Sao gọi là nhân duyên? Ở trong đây hiển bày tên tuổi, dòng tộc của Bồ Đạc Già La Năng Thỉnh, nhận được thỉnh hỏi mà thuyết, và các sở hữu tỷ nại gia tương ưng kinh biệt giải thoát, có nhân có duyên, đây gọi là nhân duyên. Sao gọi là thí dụ? Ở trong đây có nói thí dụ, do thí dụ nên nghĩa gốc được rõ ràng minh bạch, đây gọi là thí dụ. Sao gọi là bổn sư? Là những lời dạy về các việc làm có nghĩa tương ứng với đời trước, đây gọi là bổn sự. Sao gọi là bổn sanh? Ở trong đây tuyệt nói về Đức Thế Tôn ở đời quá khứ hành Bồ Tát hạnh, làm những hạnh khó làm, hoặc ở đời này hoặc đời khác, hoặc chết hoặc sanh, đây gọi là bổn sanh. Sao gọi là phương quảng? Ở trong đây tuyển nói tất cả các đạo Bồ Tát trong 10 phương tu chứng tất cả công đức vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, 10 lực vô ý vô chướng trí, đây gọi là phương quảng. Sao gọi là hy pháp? Ở trong đây tuyển thuyết công đức thù thắng cộng hoặc bất cộng của chư Phật, đệ tử Phật, bí sô, bí sô ni, thức xà ma na, xà di, xà di ni, cận sự nam, cận sự nữ, công đức đầy thủ thắng rất là kỳ hy hữu, thắng vời hơn các công đức khác mà thế gian đồng ý công nhận, đây gọi là hy pháp. Sao gọi là luận nghị? Đó là tất cả mà đát lý ca tạm luận, luận A Tỷ Đạt Ma, nghiên cứu sâu xa nghĩa lý của Tố Đát Lã tạng kinh, tuyên thuyết thông tỏ tông yếu của tất cả khế kinh, đây gọi là luận nghị. Như vậy đã thuyết 12 phần giáo nhiếp thuộc bà tạng, hoặc nhiếp thuộc tạng, nhiếp tạng Tố Đát Lã, hoặc nhiếp tạng Tỷ Nại Gia, hoặc nhiếp tạng Tỷ Đạt Ma. Trong đây nếu thuyết khế kinh ứng tụng ký biệt phúng tụng tự thuyết thí dụ bổn sự bổn sanh phương quảng hy pháp gọi là tạng Tố Đát Lã, nếu thuyết nhân duyên gọi là tạng Tỷ Nại Gia, nếu thuyết luận nghị gọi là tạng A Tỷ Đạt Ma. Cho nên 12 phần giáo như vậy nhiếp thuộc ba tạng, vì đây là pháp mà tất cả bậc chánh sĩ chánh trí, bậc chánh hiển thiện đều tuyên thuyết, đây gọi là chánh pháp. Vì lắng nghe pháp đây gọi là nghe chánh pháp. Việc đây lại như thế nào? Như có người hoặc theo đó mà thọ trì Tố Đát Lã, hoặc thọ trì Tỷ Nại Gia, hoặc thọ trì A Tỷ Đạt Ma, hoặc thọ trì Tố Đát Lã và Tỷ Nại Gia, hoặc thọ trì Tố Đát Lã và A Tỷ Đạt Ma,
hoặc thọ trì tỷ nại gia và a tỷ đạt ma, hoặc thọ trì đủ tố đát lãng tỷ nại gia a tỷ đạt ma. Hết thảy như vậy gọi là nghe chánh pháp. Nghe chánh pháp đây lại có hai loại, một là nghe văn, hai là nghe nghĩa. Ca sao gọi là nghĩ chánh pháp? Có người như chánh pháp đã được nghe, được tín thọ một mình ở chốn không nhàn, xa lìa sáu trùng xứ không nên tu duy. Đó là nghĩ bàn về ngã, nghĩ bàn về hữu tình, nghĩ bàn về thế gian, nghĩ bàn về nghiệp hữu tình cùng quả dị thuộc, nghĩ bàn về các hành giả tĩnh lự cùng cảnh giới tĩnh lự, nghĩ bàn về chư Phật cùng cảnh giới chư Phật. Chỉ nên chân chánh tư duy tự tướng cộng tướng của các pháp. Tư duy như thế có hai loại: một, dùng hành tướng toán số phương tiện khéo léo tính toán các pháp; hai, dùng hành tướng xứng lượng đường tránh đạo lý quán sát lỗi lầm công đức của các pháp. Ở đây hoặc tư duy loài dạy tương ứng với các phần, hoặc lại tư duy tùy theo một loài dạy khác. Như trước đã thuyết, tất cả đều dùng hai chủng hành tướng như vậy mà phương tiện tư duy. Sao gọi là dùng hành tướng toán số phương tiện khéo léo tính toán các pháp? Nói sắc tức 10 sắc xứ và các sắc nhiếp thuộc pháp xứ gọi là sắc uẩn. Nói thọ tức 3 loại cảm thọ gọi là thọ uẩn. Nói tưởng tức 6 tưởng thân gọi là tưởng uẩn. Nói hành tức 6 tư thân gọi là hành uẩn. Nói thức gọi là 6 thức thân, tức 6 thức thân gọi là thức uẩn. Như vậy gọi là dùng hành tướng toán số tư duy lại dạy tương ứng các uẩn. Hoặc lại do hành tướng toán số đây tư duy phân biệt chuyển chuyển sai biệt nên biết tức có vô lượng sai biệt. Sao gọi là dùng hành sự tướng xứng lượng nương tránh đạo lý tư duy lời dạy tương ứng với các uẩn? Là nương bốn đạo lý quan sát không điên đảo. Những gì là bốn? Một, quán đãi đạo lý. Hai, tác dụng đạo lý. Ba, chứng thành đạo lý. Bốn, pháp nhĩ đạo lý. Sao gọi là quán đãi đạo lý? Nói tóm được có hai loại quán đãi: một, quán đãi sanh khởi; hai, quán đãi thi thiết. Quán đãi sanh khởi tức là do thế lực của các nhân, các duyên khiến sanh khởi các uẩn, cho nên các uẩn được sanh khởi cần yếu phải trông chờ các nhân, các duyên. Quán đãi thi thiết tức là do danh thần, cú thần, văn thần thi thiết các uẩn, cho nên các uẩn được thi thiết cần yếu phải trông chờ danh, cú, văn thân. Đây gọi là quán đãi sanh khởi, quán đãi thi thiết đối với uẩn. Tư quán đãi sanh khởi, quán đãi thi thiết, các uẩn được sanh khởi, các uẩn được thi thiết. Đây gọi là đạo lý phương tiện du giả. Sao gọi là tác dụng đạo lý? Các uẩn đã sanh do duyên của chính mình, mỗi mỗi tự có tác dụng sai biệt. Tức là mắt năng thấy sắc, tai năng nghe âm thanh, mũi năng ngửi hương, lưỡi năng nếm vị, thần năng cảm xúc, ý năng hiểu pháp. Sắc là cảnh của mắt, là sở hành của mắt, cho đến pháp là cảnh của ý, là sở hành của ý, hoặc có hơn các loại khác. Mỗi mỗi tự có tác dụng sai biệt, nên biết cũng vậy. Tức là các pháp đề mỗi mỗi tự có tác dụng sai biệt, là sở hữu đạo lý phương tiện du già, đây gọi là tác dụng đạo lý. Sao gọi là chứng thành đạo lý? Tất cả uẩn đều là vô thường, khổ, không vô ngã, do nhiều duyên khởi, do bà lượng, nên như thật quán sát. Đó là do trí giác lượng, do hiện lượng và do tỷ lượng. Do bà lượng đây mà chứng nghiệm đạo lý, các bậc trí giả tâm chân chánh giữ gìn lãnh thọ an trí thành lập. Đó là như thật biết tất cả uẩn tánh đều vô thường, tánh khổ, tánh không, tánh vô ngã, cùng tánh nhiều duyên sanh. Hết thảy như thế gọi là chứng thành đạo lý. Sao gọi là pháp nhĩ đạo lý? Đó là vì nhân duyên gì tức các uẩn kia trùng lại như vậy, các khí thế gian an bài như vậy. Vì nhân duyên gì địa lấy rắn chắc làm tướng, nước lấy ẩm ướt làm tướng, lửa lấy ấm áp làm tướng, gió lấy chuyển động làm tướng. Vì nhân duyên gì các uẩn vô thường, các pháp vô ngã, niết bàn tịch tĩnh. Vì nhân duyên gì tướng sắc thể biến hoại, tướng thọ thể lãnh nạp, tướng tưởng thể biết rõ hết thảy, tướng hành thể tạo tác, tướng thức thể phân biệt rõ. Do các pháp kia bản lãnh, bản tánh lẽ như vậy, tự tánh lẽ như vậy, pháp tánh lẽ như vậy, tức pháp nhĩ đầy gọi là đạo lý phương tiện du già. Hoặc tức như vậy, hoặc khác như vậy,
hoặc không phải như vậy. Tất cả đều lấy pháp nhĩ làm chỗ nương, tất cả đều quy về pháp nhĩ, khiến tâm an trụ, khiến tâm thông tỏ. Như vậy gọi là đạo lý pháp nhĩ. Như thế gọi là nương bốn đạo lý quan sát lời dạy tương ứng với các uẩn. Như vậy tức do hai chủng hành tướng là hành tướng tán số và hành tướng xứng lượng mà quan sát lời dạy tương ứng với các uẩn. Nhưng hai chủng hành tướng đây quan sát sở hữu những lời dạy còn lại. Như vậy gọi là chân chánh quan sát và tư duy tất cả chánh pháp đã được nghe nói. Như vậy gọi là nghe, nghĩ, chánh pháp. L. Sao gọi là không chướng ngại? Không có chướng ngại đây nói lược có hai chủng, một nương bên trong, hai nương bên ngoài. Này, ta trước sẽ nói về nương chướng ngại bên trong, nương chướng ngại bên ngoài. Còn trái lại nên biết tức là hai chủng không có chướng ngại. Sao gọi là nương chướng ngại bên trong? Như có người ở đời trước chưa từng tu phước. Vì không tu phước nên thường không thuận lợi trong việc kiếm sống, không có được nhiều của cải. Vật dụng nơi thân như áo quần, thức ăn uống, các thứ tọa, ngoạ cụ, thuốc trị bệnh và những đồ dùng khác. Kẻ kia có tham mãnh lợi và tham lâu dài, có sân mãnh lợi và sân lâu dài, có si mãnh lợi và si lâu dài. Kẻ kia hoặc ở đời trước tích tập tạo tác nghiệp nhiều bệnh tật, do nhân duyên đây bị mắc phải nhiều bệnh tật, hoặc do hiện tại do việc sinh hoạt không quân bình điều hòa, do nhân duyên đây cảm lạnh, nóng, sốt, hò đàm, mỗi mỗi phát sành, hoặc do ăn thức ăn hư cũ nặng nề khó tiêu, khiến thức ăn tồn đọng trong thân gây bệnh, hoặc ham thích ngủ nghỉ. Kẻ kia nhiều sự nghiệp, nhiều việc làm, nhiều sự bôn ba, vui đắm sự nghiệp, say mê luận bàn, nói năng ưa thích chúng, tụ hội huyên náo, nhiều vui thích cùng các chúng kia hội họp, vui thích cuộc sống trùng hỗn tạp, vui đắm hí loạn, ưa tự đề cao, ỷ lại, trạo loạn phóng dật, lưu trú không đúng nơi đúng chỗ. Hết thể loại như vậy gọi là nương chướng ngại bên trong.